Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 12 dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, năm 2023, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nổi bật là tập trung tham mưu, nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ các đề án, nhiệm vụ trình cấp ủy các cấp, cơ bản hoàn thành 21 đề án, đạt 100% theo chương trình kế hoạch làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương. Hoàn thiện hệ thống văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Công tác cán bộ tiếp tục hoàn thiện thể chế, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, ngành tổ chức xây dựng Đảng tập trung tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2024 đảm bảo tiến độ, chất lượng, gắn với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội 14 của Đảng, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 về tổ chức xây dựng Đảng, tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ trung ương tới cơ sở, tham mưu thực hiện đồng bộ, chặt chẽ công tác cán bộ, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng.